Vụ tai nạn 5 người chết ở Tuyên Quang, lời kể của tài xế xe khách. Sáng ngày 5 tháng 3, tại Bệnh viện Đa khoa Phương Bắc, tỉnh Tuyên Quang, đây là nơi cấp cứu 5 nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn nghiêm trọng vào rạng sáng cùng ngày tại km 151 quốc lộ 2 thuộc thôn Đồng Cầu, xã Tứ Quận, huyện Yên Sơn khiến 5 người chết, 5 người bị thương. Vẻ mặt còn chưa hết bàng hoàng trước sự việc xảy ra sáng nay, và bản thân cũng là một nạn nhân đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Phương Bắc, anh Phan Văn Quý, sinh năm 1983, ở Hà Giang, tài xế xe khách kể lại vụ việc. Anh Quý cho biết, thời điểm xảy ra vụ việc vào khoảng 1 giờ 30 phút ngày 5 tháng 3, khi đó trên xe khách giường nằm của anh chở 24 hành khách, chưa kể một tài xế và hai phụ xe. Chiếc xe khách xuất phát từ Hà Giang đi Hà Nội vào lúc 22 giờ ngày 4 tháng 3. Khi điều khiển xe khách tới khúc cua trên đường quốc lộ 2 thuộc thôn Đồng Cầu, xã Tứ Quận, huyện Yên Sơn, Tuyên Quang, anh Quý nhìn thấy một ô tô đầu kéo phóng nhanh rồi lấn sang làn đường của mình. Khi đó tôi thấy chiếc xe container phóng nhanh, lấn sang hết làn đường của mình, tôi liền đạp phanh nhưng vẫn không thể tránh được, anh Quý kể. Theo anh Quý, vì đây là tuyến đường anh thường xuyên đi qua, nên theo kinh nghiệm tới khúc cua, anh sẽ giả phanh đi chậm. Tuy nhiên thời điểm đó chiếc xe container đi quá nhanh nên anh không thể xử lý hay né tránh kịp, anh Quý nói và cho hay. Thời điểm đó chỉ tính trong tích tắc, chiếc xe container lấn làn đâm trực diện vào xe khách của tôi, rồi lật nghiêng, đè nát một nửa chiếc xe khách 2 tầng. Với 16 năm kinh nghiệm lái xe, anh Quý nói rằng, chưa bao giờ gặp vụ tai nạn nào kinh hoàng như vậy. Sau khi xuống xe, anh Quý bị choáng và được lực lượng chức năng đưa vào bệnh viện cấp cứu. Bác sĩ Đinh Mạnh Phương, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Phương Bắc cho biết, khoảng 1 giờ 30 phút hôm nay, đơn vị nhận được tin báo về vụ tai nạn. Bệnh viện đã điều động 6 xe cấp cứu cùng hơn 40 nhân viên, cán bộ, y bác sĩ trực tiếp tham gia cấp cứu cho các nạn nhân. Theo bác sĩ Phương, bệnh viện đang tiến hành điều trị cho 5 bệnh nhân trong vụ tai nạn, trong đó có 2 bệnh nhân bị thương nặng, chưa rõ danh tính. Đây là lần đầu đơn vị tiếp nhận nhiều bệnh nhân trong một vụ tai nạn tới vậy. Chúng tôi đã huy động tối đa nhân lực và trang thiết bị để chữa trị cho các bệnh nhân. Đa số các nạn nhân đã bình phục, tuy nhiên vẫn còn 2 bệnh nhân bị nặng đang được chúng tôi cấp cứu, bác sĩ Phương nói. Thưa quý vị, sáng nay 5 tháng 3, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh bắt đầu phiên tòa xét xử bị cáo Trương Mỹ Lan và 85 bị cáo khác, trong đó có 5 bị cáo trốn truy nã vì những sai phạm xảy ra tại tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB và những đơn vị liên quan. Đúng 8 giờ 50 phút, chủ tọa đọc xong quyết định xét xử. Phiên tòa bắt đầu phần kiểm tra sự có mặt vắng mặt của các bị cáo, người tham gia tố tụng. Đã có 78 bị cáo có mặt tại phiên tòa. Sau khi đọc xong quyết định xét xử và kiểm tra sự có mặt vắng mặt của các bị cáo, người tham gia tố tụng, chủ tọa bắt đầu kiểm tra lý lịch các bị cáo. Bị cáo Trương Mỹ Lan và bị cáo Trương Huệ Vân cho biết tinh thần ổn định, nghe rõ cáo buộc. Sau đây là toàn bộ phần kiểm tra lý lịch các bị cáo Trương Mỹ Lan và Trương Huệ Vân tại phiên tòa sáng 5 tháng 3. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Ngoài tên Trương Mỹ Lan là bị cáo tên là H. Dạ. Bị cáo ở đâu? Dạ. Sinh ra tại đâu? Dạ. Đưa đăng ký hộ khẩu. Dạ. Thương tại 657 đường Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, quận Hồ Ngày 6 hay ngày 8? Ngày 3 đêm ngày 8. Dạ. Hai đồng chí đúng không? Dạ. Đúng. 127 bản tơ. Chúng ta là chỗ này, dạ. Theo cáo trạng thì người ta
16. Dạ, bị bắt đầu. Người nằm trên này ai? Dạ. Để người kiểm tra, là ngày bắt đầu. Trước khi ra tòa, bị cáo đã nhận được phản cáo trạng cũng như quyết định liên quan đến xét xử chưa? Dạ, thưa có. Nhận được quyết định của tòa thành phố đến cách đây bao nhiêu ngày rồi? Dạ, thành phố. Nhận được quyết định liên quan đến xét xử chưa? Đến đây, trước khi đến đây thì xin lỗi nha. Là khoảng 2 tuần nè. Khoảng 2 tuần? Dạ. Bị cáo đã cho biết. Dạ. Bị cáo Dương Tấn Trước chuẩn bị. Bị cáo Trương Huệ Vân, bị cáo khai đại hòa bằng tên. Dạ, Trương Huệ Vân ạ. Ngoài tên Trương Huệ Vân ra, bị cáo tên nào khác không? Dạ, không ạ. Ngày tháng năm sinh bị cáo? Dạ, 21 tháng 3, 1988 ạ. Sinh ra tại đâu? Dạ, thành phố Hồ Chí Minh. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú bị cáo? 83 Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh ạ. Rồi bị cáo ở đâu? Chỗ ở thì ở đâu? Dạ, 230 Xuyện 5 Baxter, phường Võ Thị Sáu, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Bị cáo học từ lớp mấy rồi? Dạ, 12/12 ạ. Khi phạm tội làm nghề gì? Dạ, bị cáo là tổng giám đốc của tập đoàn Vạn Thịnh Phát ạ. Tổng giám đốc tập đoàn Vạn Thịnh Phát? Dạ. Rồi tập đoàn quản lý bất động sản Windsor phải không? Dạ, có ạ. Cha tên gì? Dạ, Trương Chí Trung ạ. Mẹ tên gì? Lâm Thị Hòa. Cha mẹ còn sống không? Dạ, còn ạ. Bị cáo có chồng và mấy con? Dạ, một chồng và hai con ạ. Con sinh năm bao nhiêu, con lớn sinh năm nhiêu, nhỏ sinh năm bao nhiêu? Dạ, hai bạn sinh đôi, 2016 ạ. Bị cáo tiền án tiền sự gì không? Dạ, không ạ. Trong vụ án này, bị cáo bị bắt giam ngày nào? Dạ, ngày 7 tháng 10, 2022 ạ. Ngày 7 hay ngày 8? Khởi tố bắt tạm giam là ngày 7 ạ. Đề nghị kiểm tra lại cái ngày tạm giam của bị cáo Trương Huệ Vân. Trước khi ra tòa, bị cáo đã nhận được bản cáo trạng cũng như quyết định đưa vụ án ra xét xử chưa? Dạ, có rồi ạ. Nhận được quyết định cách đây bao lâu rồi? Dạ, hơn 2 tuần ạ. Bị cáo phải chỗ? Dạ, bị cáo Dương Tấn Trước, bị cáo. Thưa quý vị và các bạn, trong vụ án này, bị cáo Trương Mỹ Lan sinh năm 1956, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Vạn Thịnh Phát bị truy tố về 3 tội danh tham mô tài sản, đưa hối lộ, vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Nhóm 45 bị cáo, nguyên là lãnh đạo cán bộ Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng SCB và các pháp nhân liên quan bị truy tố về các tội tham ô tài sản, vi phạm quy định về cho vay trong các hoạt động của các tổ chức tín dụng và vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng. Nhóm bị cáo còn lại của vụ án nguyên là cán bộ Ngân hàng Nhà nước, Thanh tra Chính phủ, Kiểm toán Nhà nước bị truy tố về các tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Riêng bị cáo Đỗ Thị Nhàn, chuẩn đoàn thanh tra, bị cáo buộc về tội nhận hối lộ với hành vi nhận số tiền đặc biệt lớn là 5,2 triệu đô la Mỹ từ ngân hàng SCB trong quá trình thanh tra ngân hàng này. Còn bị cáo Nguyễn Cao Chí, chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần đầu tư và quản lý giáo dục Văn Lang, chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc công ty Capella, bị truy tố về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Khoảng 200 luật sư tham gia bào chữa bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp cho các bị cáo. Riêng bà Lan có 5 luật sư. Tòa cũng triệu tập hơn 2.400 người có quyền nghĩa vụ liên quan. Trong vụ án này có 5 bị cáo bị truy tố, xét xử vắng mặt, đang bị truy nã gồm Đinh Văn Thành, nguyên chủ tịch hội đồng quản trị ngân hàng SCB, Nguyễn Thị Thu Sương, nguyên chủ tịch hội đồng quản trị ngân hàng SCB, Chiêm Minh Dũng, nguyên phó tổng giám đốc ngân hàng SCB, Trầm Thích Tồn, thành viên hội đồng quản trị ngân hàng SCB, Nguyễn Lâm Anh Vũ, nguyên phó giám đốc chi nhánh Bến Thành ngân hàng SCB. Theo ghi nhận của phóng viên, từ 5 giờ 30 phút sáng mùng 5 tháng 3, rất đông người dân đã tập trung theo dõi những hình ảnh dẫn giải bà Trương Mỹ Lan đến Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Phía bên ngoài Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, các rào chắn được lực lượng cảnh sát giao thông bố trí ở các tuyến đường như ngã tư Lý Tự Trọng Nam Kỳ Khởi Nghĩa, ngã tư Nguyễn Du Nam Kỳ Khởi Nghĩa để tránh tình trạng tập trung đông người. Đến khoảng 7 giờ, xe chuyên dụng chở các bị cáo trong vụ Vạn Thịnh Phát đến tòa. Khu vực trước cổng Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh được bố trí bàn để người được triệu tập tới phiên tòa, báo chí, xuất trình giấy tờ trước khi vào phòng xét xử.